Toàn cảnh Bắc Giang 2020 hạng mục truyền hình, Hyun Bin Son Erin hụt hết giải bự, sốc nhất là quả phim hay nhất. Bắc Giang Art Award lần thứ 56 đã chính thức diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc vào chiều ngày 2 tháng 6, quy tụ sự tham gia của rừng diễn viên khủng đã tạo nên cơn sốt trên màn ảnh suốt từ đầu năm 2020 cho đến nay. Không giống với Grand Bell Award cách đây 2 ngày, khi chỉ cần xem thảm đỏ cũng có thể đoán ra ngay ai là người thắng, Bắc Giang 2020 khiến người hâm mộ hồi hộp khi gần như tất cả các gương mặt hot nhất đều tham gia. Trong đó, kết quả dành cho 3 dự án Crash Landing on You, Tình Yêu Hạ Cánh, Itaewon Class, Tầng Lớp Itaewon và The War of the Merit Thế Giới Hôn Nhân, nhận được sự chú ý lớn nhất. Tên in đậm là người thắng giải. D sang hạng mục truyền hình, When the Camellia Blooms khi cây trà trổ bông. TikTok Popularity Award, Hyun Bin và Son Ye-rin. Hyun Bin và Son Ye-rin nhận được giải thưởng về độ nổi tiếng. 1. Best Drama Phim Truyền Hình Xuất Sắc Nhất. Giải thưởng chốt hạ cho hạng mục phim truyền hình tại Bắc Giang đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ cực độ khi Hot Stop League giải bóng chảy Dream đã vượt qua When the Camellia Blossoms khi cây trà trổ hoa lẫn Kinh Đường Vương Chiều Sắc Sống để giành phần thắng ở giải thưởng này. Hot Stop League thắng giải Best Drama tại Bắc Giang 2020. 1. When the Camellia Blooms KBS 2. 2. Crash Landing on UTVN. 3. Hot Stop League SBS. 4. Kinh Đường Netflix. 5. Hai Inner, SBS. 2. Best Director đạo diễn xuất sắc nhất. Đối đầu với nhiều tên tuổi khủng trong mảng phim truyền hình hàng đầu năm nay, đạo diễn Mo Wan Yu của Thế Giới Hôn Nhân đã xuất sắc mang về cúp đạo diễn xuất sắc nhất. Thế Giới Hôn Nhân trước đó đã không được đề cử tại hạng mục Best Drama, có lẽ là do đây là kịch bản vốn được chuyển thể từ serial khách của Anh thay vì là kịch bản gốc của Hàn Quốc. Đạo diễn Mo Wan Yu. 1. Kim Sung Eun Itaewon Class. 2. Lee Jung Hyo Crash Landing on You. 3. Cha Ye Ong Woo Eun When the Camellia Blooms. 4. Jae Eung Jong Eun Hot Stop League. 5. Mo Wan Yu The War of the Merit. 3. Best Actor, nam diễn viên xuất sắc nhất, Kang Han Eun vượt mặt dàn sao hạng A khủng. Nam diễn viên trẻ tuổi nhất trong số 5 ứng viên, Kang Han Eun đã xuất sắc đạt được giải nam diễn viên xuất sắc nhất, nhờ vai cảnh sát song xích trong When the Camellia Blooms, khí cây trà trổ hoa. Kang Han Eun đã phải đối đầu với nhiều tên tuổi lớn, trong làng diễn viên như Hyun Bin, Seo Ji Hoon, Park Seo Joon và Nam Gong Min đều là những tên tuổi hạng A của showbiz Hàn. Kang Han Eun xuất sắc vượt mặt 4 tên tuổi lớn. 1. Kang Han Eun When the Camellia Blooms trong vai Hoàng Song Sik. 2. Nam Gong Min Hot Stop League trong vai Park Si Ung So. 3. Park Seo Joon Itaewon Class trong vai Park Sae Seo Ji. 4. Seo Ji Hoon Hai Inner trong vai Eon Hee Je. 5. Hyun Bin Crash Landing on You trong vai Ji Jung Hyuk. 4. Best Actress lựa diễn viên xuất sắc nhất, kết quả không quá bất ngờ dành cho bà cả Kim Hyae. Tuy cả 5 ứng viên của hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất đều là những tên tuổi khủng, thực lực đều nhận về ý kiến tích cực trong thời gian qua, bà cả Kim Hyae của Thế Giới Hôn Nhân vẫn là ứng viên mạnh nhất với màn trình diễn ám ảnh trong bom tấn 18+ của đài JTBC. Với kết quả này, nữ diễn viên Kim Hyae đã vượt qua chị đẹp Gong Hyo Jin với vai dòng bác, từng đạt đề sang tại KBS Drama Award. Nữ diễn viên Kim Hyae thắng tại hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất. 1. Gong Hyo Jin When the Camellia Blooms trong vai Ô Dòng Bác. 2. Kim Hee So Hai Inner trong vai Dung Ghe Ôm Ra Dung Eun Eong. 3. Kim Hyae The War of the Merit trong vai Ji Sun Hu. 4. Son Ye-rin Crash Landing on You trong vai Eon Seri. 5. Lee Ji-eun Yu Hotel Del Luna trong vai Giang Man Won. 5. Best Supporting Actor, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nam phụ khi cây trà nở hoa thắng áp đảo. Cùng với Kang Han Eun, nam diễn viên Oh Jung Se cũng đã mang về cúp nam diễn viên xuất sắc nhất với vai nam phụ trong khi cây trà nở hoa. Nam diễn viên Oh Jung Se. 1. Oh Jung Se When the Camellia Blooms. 2. Kim Jung Min The War of the Merit. 3. Jang Kyung Won Crash Landing on You. 4. Jo Jae-myung Itaewon Class. 5. Jeon Seok Ho Hai Inner. 6. Best Supporting Actress, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Won Na-ra lẫn Seo Ji-hee hụt giải. Là gương mặt vô cùng nổi bật khi đảm nhiệm vai bà thím Triều Tiên trong Crash Landing on You, nữ diễn viên Kim Sun-jung đã xuất sắc vượt qua hai gương mặt diễn viên trẻ, Won Na-ra với Itaewon Class và Seo Ji-hee của Crash Landing on You để giành cúp. Nữ diễn viên Kim Sun-jung. 1. Kim Sun-jung Crash Landing on You. 2. Won Na-ra Itaewon Class. 3. Seo Ji-hee Crash Landing on You. 4. Son Jam Bi When the Camellia Blooms. 5.
Eom Hizan Wenzuka M. Liebrums. 7. Best New Actor, nam diễn viên mới xuất sắc nhất, bác sĩ Huzin của người thầy Y Đức Hai giật cúp. Đều là những gương mặt nam diễn viên trẻ tài năng, điển hình là cậu bé Kim Kang Ho Ôn của Khi Cây Trà Trổ Bông, chàng bác sĩ Seo Huzin của người thầy Y Đức Hai đã giành được cúp vàng hạng mục nam, diễn viên mới xuất sắc nhất. Nam diễn viên An Hyo Seop. 1. An Hyo Seop Doctor. Romantic 2. 2. Kim Kang Ho Ôn When The Camera Blooms. 3. An Bo Hyun Itaewon Class. 4. Ong Seong Who At 18. 5. Lee Jae Wook Extraordinary You. 8. Best New Actress, nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Kim Ja Mi vượt mặt chị đại Hospital Playlist và Tiểu Tam, Thế Giới Hôn Nhân. Trong số 5 ứng viên của nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Kim Ja Mi và giáo sư khoa thần kinh, Jeon Mi Jo của Hospital Playlist là hai gương mặt mạnh nhất và khiến khán giả đau đầu để chọn lựa. Tuy nhiên, nữ diễn viên trẻ sinh năm 1995 Kim Ja Mi đã giành được cúp vàng hạng mục nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Nữ diễn viên Kim Ja Mi, 1. Kim Ja Mi Itaewon Class. 2. Jeon Mi Jo Hospital Playlist. 3. Jeon Seo Bin Bae Mae Leo Dramatic. 4. Jung Ji So The Cut. 5. Han So Hee The War of the Merit. 9. Best Screenplay, kịch bản xuất sắc nhất, Khi Cây Trà Nở Hoa đánh bật Hospital Playlist. Trong số 5 ứng viên, When The Camera Blooms và Hospital Playlist là hai cái tên nổi bật nhất. Tuy nhiên, phim truyền hình tái xuất của chị đại, Gong Hyo Jin đã xuất sắc nhận được giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất đúng như kỳ vọng. When The Camera Blooms giật giải kịch bản xuất sắc nhất. 1. Lim Sang Chun When The Camera Blooms. 2. Kim Jo Ji Hai Inner. 3. Park Ji Eun Class Landing On You. 4. Lee Sin Hwa Has Top League. 5. Lee Hu Jung Hospital Playlist. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.